Giờ sao? Nó ra hồ hổ áo rồi nhỉ? Công đừng gọi tôi là đầu gấu, hãy gọi tôi là một dân chơi nhá. Đầu gấu nghe nó gì quá, nó gọi là dân chơi. Hoặc là phóng viên thường trú tại các tụ điểm nhá. Dân chơi đấy. Ái xa. Ít chơi rồi. Anh em chia sẻ nhanh lên tí cho nên khoảng là 4-500 người ngồi chém gió cái quả mẹ ký sự nghiện này gái nhỉ. Vớt anh cái túi hai em ơi. Ai đổ mấy cái gì chả. Ít cơ. Á xa. Chúng rất gì mà này nọ. Kính này nó là, chắc là rơi tầm khoảng 3 xịt nhá. Đa phúc đầu gấu ơi chứ ở đây buồn lắm. Úi này mẹ cũng có kéo đa phúc của công. Lại cái câu chuyện ở dạng 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 dừa đấy hử? Mẹ. Áo hu xì kìa. Áo này là hàng fake nào ấy nhá. Fake ấy, mấy chục nghìn mà. Đồ gấu giới thiệu. Kính người là ông anh uống kỷ. Mặc quả đáp vào, có muốn quả đáp thì công này của ngày nào cũng mặc muốn quả đáp. Xong rồi đến khi này mình không mặc thì ông này nó mặc vào cho nó trông nó lịch sự. Tôi có phải có loại người đắm đéo đâu. Chiều nay mới ra đường. Thế là bắt đầu là đề nghị các ông đi tổ chức chia sẻ đây cho nó đông đông vui đi. Mẹ em dân chơi có tiếng như này mà bố mình làm cái kênh YouTube này từ bao tháng nay mà được có 8.000 người đăng ký. Thế mà trông giang hồ tuyển như thế cái nên hơn trăm ngay. Ngoài là cái tầng nước trẻ trâu của Việt Nam nó lắm thật. Mày là siêu nhân hả Tiến? À rồi. Đức cha và chú. Anh chơi chùa bổ chưa? Chưa. Thế là chiều nay là mới thấy quả kèo nó nóng. Thế mình mới nghĩ lại là cái thời điểm mà mình còn chơi bao giờ nhận nút vàng, bố đéo quan trọng nút vàng hay là nút bạc. Nói chung là vẫn cứ tư cách như ngày xưa thôi, cũng để chưa bật quảng cáo và cũng cứ từ từ cứ dần dần lấy niềm vui ạ. Hay là bây giờ quả thời tiết này nhỉ, mà bốn bố năm bố tụm lại nằm nằm quả túi năm hoặc túi ba bắt đầu là quay ra là mẹ mình ngồi ở cái quả nhà kiểu mẹ nhà lô ấy, mới ra ở riêng ông bà già xây cho quả nhà lô ấy, mái vẫn là mẹ lộp nợp kiểu Tôn Đồng Nai ấy nhỉ. Vợ đi giày vợ thì đi giày da rồi, chồng ở nhà mấy anh em mẹ mình làm quả túi năm ngồi thời tiết này nó nóng đi mẹ ngồi ở quả nhà trọ thôi đúng ép phê. Còn mẹ chơi bời quả kèo đấy. Chiều dậy mình đi ra đường đi ăn tí bún thì mà để mà nói rằng là mẹ mình nghĩ lại quả kèo này mình chơi mình đỡ hiểu hay sao ngày xưa mình chơi được quả kèo mẹ nhìn chối thật. Ôi giời ơi, có cái quạt thì không dám bật thì mẹ mình nửa thì nửa ma bật làm sao được. Ôi mà cái cảnh chơi trong nhà trọ hay là chơi theo cái kiểu bố mình ngồi. Tôi bắt đầu là ông nào có tí tiền thì mua được cái thẻ gọi 2 lít nhỉ. Ngồi quay tí nó nóng mẹ. Ui giời ơi.
nếu mà đúng thời tiết như kiểu trưa nay ấy, nếu để ngoài mà đêm này bắt đầu các con vợ đang lần lần mò này, bắt đầu rút quả lịt nạ này, bắt đầu tuần này bắt đầu là đang đang ở đâu rồi anh ơi, bạn đang đâu, bạn mày đang đâu em ơi, đấy bắt đầu là lịt nạ là các con vợ là lập kèo lên dư tầm khoảng là gì, lập kèo là tổng lại là nó khoảng gọi là được 4 lỗ à, được 3 lỗ, cố gắng lấy lỗ nữa đi thì mình à phải lấy nửa g mà chơi cho được, chứ từng đây anh em với nhau mà lấy 400 thì nó cho ít lắm nhá. Đấy bắt đầu là gì, gạn thêm được 100 nữa là 400, thằng em đi lấy thì gặp thằng em cho đi ăn quả kéo chợ nửa tiếng sau điện đã về chưa em ơi, đang về anh à, em ơi, đang về gần nhà. Con mẹ nó dòng dắt cho nó dắt dắt con đi chợ mất tầm khoảng đến 2 giờ à, 2 giờ về thấy thì mẹ mày túi đồ mép thì hàn vội nhá. Ô mà chắc chắn là có sự san và chia rồi. Quả kèo đấy là một. Quả kèo gọi là san chia ấy. Quả kèo thứ hai là quả kèo là trong túi có đồ rồi nhưng mà thì mẹ mình là trong túi nó có đồ rồi nhưng mà công nó bắt công là phải là chung tiền. Chung tiền bắt đầu loanh quanh nó đi ra ngoài vườn một núp, nó lại cầm vào túi ba à, thế là nó ở đây vừa đi lấy về đây thì mẹ thế nhỉ, sau bây giờ nó lỗ đầy. Thế nhưng mà nếu mà mình nói về khí hậu bây giờ như tôi đang ở Hải Phòng ấy thì nếu để nói vuông với công thời tiết này ấy, mà giúp vào cái quả nhà thì con mẹ à, đúng kiểu nhà lợp nhà nhà lô ấy nhá, kiểu ý là hai vợ chồng trẻ mới lấy nhau, vợ thì làm à, chồng thì bả sơn mà vợ thì là đi gọi là theo cái kiểu dày da đấy, giúp vào đấy đi mẹ à mày rồi mai nhá, chứ sáng mai ra vợ đi làm dày da rồi các con vợ vẫn tụ tập ở đấy, đồ nó cũng gần gần hết rồi, thằng thì có con gọi là Samsung Galaxy này ngồi là mẹ à, mình ngao ngơ là hết cái thời điểm xin thẻ với cái thời điểm gọi quay rồi. Rồi gọi là cuốn Facebook nha, máy từ nó nóng như thế này mà có bố ở trong đây thì tôi không hiểu như này mà có bố giúp trong cái nhà đấy thì đúng nhà kiểu nhà nô mãi tôn Đồng Nai mà lại hướng Tây nữa thì con mẹ mày tưởng sao nó trèo cột điện với trèo nóc nhà cũng đúng thôi. Ông đã ông nào dính những quả kéo vậy chưa? Lúc đầu mẹ đêm đến châm khói đầu tiên lên thì nó nói chuyện toàn những địt mà giống đời chứ đá không, toàn nó xấu nhau nhỉ, cứ ông này nói xấu ông kia xong địt mẹ ấy, hôm nọ tao ngồi nhà thằng này đúng ngày thằng 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 thằng, thằng cô kia địt mẹ ôi giời, con lợn con lại dắt tao đi đi chợ gì chưa, ôi giời, con vợ định cò quay nhưng mà sao mình biết ngay ông địt còn mẹ mày. Toàn là cò quay nhau thôi. Nói chung ấy là cái tình cảm mà thằng Thọ dinh dưỡng kia mày sẽ tắt mẹ mình luận đi cho nó lành. Cái những cái quả kèo mà mang cái tính chất là gì là chơi đồ trong thời điểm này là chết đấy. Chết thật sự nguột đấy, sập nguồn luôn đấy. Chứ còn nếu như mà để mấy cái ông gọi là bây giờ nhá, giờ phút này nhá mà tình cảm mới chơi đồ thì thật chả có ông chơi đồ tốt đẹp đâu. Nếu như bây giờ nó chưa xảy ra hiện tượng gọi là cò lả cò quay rồi dắt nhau đi chợ bố ơi mình đi đâu thế thì rồi nó sẽ xảy ra thôi, bởi vì tiền không làm mà không làm tiền nó sẽ hết dần. Lúc lúc đầu thì con người ta nó thoáng lắm, cái chuyện 500 300 tiền chia đồ để ý gì nhá, mẹ nó toàn anh em thích thì nơi vất 500 đi lấy cái đồ. Thế nhưng mà để nói rằng ấy mà lại này, 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 dần dần không làm gì cả mà lại chỉ chơi thôi thì bắt đầu nó sẽ sinh ra cái hiện tượng là gì, sinh ra hiện tượng là hết tiền thì lại là gì, lại là con người ta lại phải đưa nhau vào cái quả kèo gọi là rong dắt nhau, nào là bố ơi mình đi đâu thế rồi là dắt nhau đi chợ rồi là như thế có cuộc chia ly các kiểu mẹ. Ok chào anh em, mẹ có túi bằng cái này thôi, bằng cái này thôi mà không hàn vép mép công hàn thì vội nhá,
con mẹ mình nửa gờ mình như thứ hai sợ thật. Ngày đấy thì ngày 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 trước mình chơi thì mình cũng không không nói thẳng là kinh tế mình có, mình không không dây dưa với cái khoản đấy, nhưng mà mình cứ nằm trên giường này mình ngồi quay quay xích thì nhìn nhìn kiểu ý là mấy các ông em ông cứ rong rắt nhau ấy nhá, cái người tôi đi mẹ đáng bao nhiêu cứ bắt nó được sự không mẹ mẹ thằng ôn này hôm trước nó có nó còn chơi em ấy. Anh cả bây giờ các bạn này dòng dắt nhau rồi, các bạn này đưa đủ các loại vòng vèo, em đang ngồi có nét đây mà nghe chuẩn anh nói chuẩn ôi giời ơi. Anh em chơi 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 mà ra con nét nhá, ngồi nói chuyện nó ổn lắm nhá, ra con nét. Ừ. Đi mẹ mày ra con nét thì bốn ông dắt nhau ra con nét, thế là tầm 5 giờ ông thì khả năng là em phải chạy về trước ấy, em chạy 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 về trước mở cửa để cho mở cái cổng mang vợ nó đi đi làm, ông thì chạy về bà già không mai sáng mai bà già biết. Thế thôi là cứ kèo sờ tinh mấy thằng Long là cộng vào đầu một thằng thôi, không mà lại là gì giái khô ra con nét. Trọng ITV giết người đổ bê tông nói từ sáng các bạn ơi, nếu để mà nói là tốt đầu hôm nay là cái quả kèo là nói về gọi là cái ký sự nghiện một tí cho nó vui công, đừng hỏi cái vấn đề khác làm gì cả, công đi hỏi vấn đề khác đâu mà nó sa nhãng, nó không đi vào cái trọng tâm cái trọng điểm nào cả. Thế bây giờ tôi lại cũng như bọn nó, tôi lại 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 làm video thì tôi nó không hay, tôi không thích làm video, bởi vì làm video nó không có sự gần gũi với anh em như thế này. Thấy chưa, làm video thì nó thật là quay nó nét lắm, nó được đề xuất lắm, nhưng mà làm video thì nó lại 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 không có cái độ độ thật, con người ta nó không diễn tả cái cảm cảm xúc nó thật được nhá. Thế là các ông đừng 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 hỏi những cái câu nó khác chủ đề, anh em hãy lên bình luận với những chủ đề chính. Còn ví dụ như anh em nào không phải hoặc là không muốn tìm hiểu về cái dòng nghiện, nó không phải là người gọi bước ra từ trong cuộc chơi hoặc những người đang chơi thì thôi nhá, không nhất thiết là phải xem làm gì cả. Anh có bài nát không các kiểu, Hạ Long View, Hạ Long Bay, mẹ à, mày Chanel xanh rồi là Vương Niệm rồi là ôi giời chán rồi, nói chung là chán rồi. Anh ơi còn quả đoàn tiêm điếu nữa à, quả đoàn đi đường đường thủy à. Ừ. Ở Hải Phòng nhá, ở Hải Phòng có những thời điểm cách đây khoảng độ 25 đến bây giờ nó vẫn cứ có 50 là được 3 khói, nó quý nhau ấy thì nó khuấy động, còn đâu đa phần là thịt mẹ mày rít vào thở ra là chả có gì. Trước mình chơi trên ba ít, chơi trên mấy cái hay cờ lắp mấy mấy à, oan cờ lắp mấy hay mấy cái gọi là linh tinh trong Sài Gòn không ai không dân kinh rồi là Hải Phòng ấy, nói chung là bỏ ơi không thích. Thì tại nhiều lúc mình vẫn cứ dọn uống nước này, mình cứ cứ phải nhìn lại xem có phải là ôi giật mình ấy. Ừ. Trước khi chơi thì ông đéo nào cũng nhịp mẹ à mình chuyện rời chuyện đất rồi là các quả kèo là mày mà mày thiết kế tí 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 nữa anh mày có quả quả chuyện này à, có bổ quả sự này, gâm được cái khói thứ tư cái này thì mẹ mà chuyện bố nào là vào chuyện bố đấy thôi, chỉ có cắm mặt vào cái điện thoại thôi, mà ông nào mà có con gọi là Samsung Galaxy răng ấy thì tức là cắm rồi ấy, thì nhau mẹ mình lại quay ra lại dạ, ngồi hỏi đẻo nhau mới là thằng ấy nó có dích nó quay thì nó cứ tập trung quay, thằng không có thì nghĩ là chán đời cứ ngồi hỏi hết cái chuyện này cái chuyện kia. Hồng phiến hay ngựa là gì và dùng như thế nào, cái câu hỏi đấy thì em lên Google em hỏi nhá, chứ còn hỏi như này thì lại là anh lại mắc trong cái tội là gì hướng dẫn người khác sử dụng trái phép chất ma túy, thì như thế là gì là cái YouTube nó sẽ cấm nhá, và nó có cờ bạc à, công an nó sẽ cấm nhá, nên là đừng gài anh kiểu đấy, nếu như mà em ý định gài thì em gài nhầm. Ok mà đây là gì cái những cái video như này này và cái series ký sự nghiện này này nó mang cái tính chất là gì, là để cho giới trẻ và để cho anh em nghĩ rằng ấy, là mình nên như nào và ra làm sao nhá.
chứ đừng 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 theo đừng đừng nghĩ rằng là những người bạn của mình như lúc nào mới bập vào ấy, mới bập vào đồ ấy, thì tôi nói khuyên thật câu này, các em còn trẻ còn nhiều cái để phải làm, đừng dính, dính là chết ấy. Và những cái người xung quanh cái trai này với em này, nó không phải là người tốt đâu, người ta không phải là người tốt với nhau đâu, người ta đang là người tốt, người ta đã là người tốt, nhưng người ta sẽ không phải là người tốt nếu như còn ngồi với mình, hiểu chưa? Thế nên là các bố đừng, cái thằng Mai Hưng này, thằng Mai Bảo Ai, thằng Mõm, con mẹ thằng này, thấy không, mày không làm được gì cho xã hội thì mày ngậm mồm vào, chứ mày đừng đừng đi chửi bới làm gì cả, hiểu chưa? Chứ còn một cái loại mày chắc là mày đang đang mày đang 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 dồn cống này, đã biết cách dồn chưa? À, hết đồ thì thiết kế kèo mà xoay đôi 300 nhưng mà chơi này còn ngồi đấy mà chửi nhau nữa. Nó tăng tương tác à? Ơ đúng, mày chỉ làm tăng tương tác đề xuất cho tao thôi, chứ chả thể làm cái gì cả. Mày chửi nữa đi, chửi mạnh. Nhưng mà tất nhiên là mày chửi là thể hiện sự ngu của mày thôi, chứ còn không phải là mày chửi tao như chửi những thằng khác là gì, nó ngu thật. Thấy chưa? Đang phê tắt nhạc cay thật á. À, đang còn đang đang ăn quả đòn díu giờ kẹo thì đang lên, nó bắt đầu là lồng lộn lên đấy nhỉ, mà nhạc nó xuống nhạc, đúng rồi mẹ, khi nũng nghiện quay tiền mấy giờ rồi phải dồn đến đèn khò ra, mà đấy là hòa ngay đấy, là với có kinh tế với em ạ. Còn những thằng nó đang ngồi đây nó đang chửi đời và nó đang gọi là chửi người khác ấy, thì là chắc là đéo có rồi, là quay ra là các con vợ là mẹ đang tổ tổ đang tổ chức gọi là những cái thằng nào mà đang ngồi chờ thằng khác ấy, đang chờ thằng bạn, chờ thằng em lấy đồ về ấy, rất là cáu gắt ít mẹ làm sao rồi, thời gian ngày lúc thời điểm nó trôi chậm thế nhỉ, thế đeo là thời gian cái lúc mà chờ thằng khác đi đi đi, đi lấy đồ về nó chơi ở à, nó lại 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 chậm đến cách gọi dã man luôn. Anh Long ơi, em mới bị bạn thân nó dích công an, nó gài em một cái gì nó chơi, ui dạ, bây giờ chơi nó dích nữa thì nó chỉ là phải làm cho em gọi là gì thôi, tốt lên thôi em ạ. Thay nhau đâu mà, nhưng mà đúng mình chứng kiến nhiều của kèo dắt nhau đi chợ. Anh ơi nhìn mặt em có lộ lắm không anh à, anh nhìn mặt mặt này trông trông có lộ lắm, đúng kiểu gọi là đây ngáo quá rồi con mẹ mà, ốc chó. Ui được, Mai Hưng mày cứ trực tiếp đấy, tao mong mày chỉ nhiều. Và gần như đợt này mình thấy là gì, kênh của mình ấy nó có rất nhiều các cái thành phần không biết là của kênh khác hay là của gì, là nó vào mang chất là bình luận theo kiểu là chửi bới và chống gọi là mang cái tính chất gọi là rất là bệ 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 rạc và tiểu nhân luôn nhá. Chúng mày nhầm rồi, chúng mày như thế chúng mày càng thiện sự ngu chúng mày thôi, chúng mày không kêu gọi được ai đâu, bởi những người anh em người ta đã biết tao rồi ấy, và người ta đã đăng ký kênh này rồi ấy, thì đa phần là gì toàn những anh em bối rồi cả thôi. Có mỗi thằng kia nó bảo nó cái thằng to khoai nó bình luận là đờ mờ thằng áo, mà đến 20 cái bình luận chửi nó, thế thôi mình chỉ cần như vậy thôi nào, được nghe ông tổ sư nếu để mà nói trong các cái cuộc chơi thì khuyên thật anh em là gì, đây tôi là một người bước ra từ cuộc chơi, tôi không khẳng định rằng là sau này mình còn dính lại hay không, thế nhưng mà ngược lại là gì, những cái sự khốn nạn, những cái đau khổ và những cái cảnh chia ly tôi dính hết rồi, giờ chưa còn gì, chưa còn một cái gì gọi là trong cuộc chơi mà mình chưa chưa trải hết rồi. Bú đá xong bắt đầu ra quán bắn cá mẹ à, mà cái bàn ấy, nó tầm khoảng 2 mét vuông thôi, nhưng mà nó các loại kèo, nào là kèo mẹ mày, thằng thì là xin thêm khuyến mại, ông thì bôi mà gạn thêm một tí ớt, con này mẹ mày mới mua 5 triệu mà cắm được có 4 triệu đó, thôi mày cố mày cầm cho anh 500 đó, mày bơm anh đúng 500 anh không xin mày đồng nào. Anh em thật anh, bọn em làm thuê mà chứ bọn em biết cái gì đâu, thì ý là quán nó bảo là cầm 4 thì là 4 rồi, thì mày điện cho chủ đi nhá, điện 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 điện, điện hộ hộ anh đúng 500 ư. Úi giời, cái cục kéo ăn cá mà nó dã man nhỉ. Ông thì mẹ mày hết tiền đang ngồi mút tay rồi chứ, cái bắn con xấu kìa, con xấu chết đấy, bắn con xấu
bắn có số là chết địt mẹ chết đéo đâu mà. Ôi giời, ông mà bắn hay thì ông nó không phải ngồi mút tay. Có ông quả kèo lại có chuyện nó bình luận cá đấy chưa. Bắn số không chết đâu. Bắn có số chết. Ơ đi, mẹ ăn rồi. Mà thấy không? Mà thấy không? À, anh bảo bắn có số ấy. Mẹ à, mình chỉ chạm viên cái chết anh. Ui giời, giờ phút đấy được thì tí nữa bạn này này, rút 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 đây, rút rút. Rút đi. Mày để tiền vậy nó không nên được đâu. Gỡ sẽ được rút dần em, rút dần nhá. Rút dần cái là bơm anh trăm. Thì bơm anh trăm bắn cho mềm cá thôi. Bước máy cứ bơm anh trong anh bắn nó mềm cá thôi, anh bắn đạn đạn bé mà chứ bắn đạn to đâu. Bảo tăng điểm đéo tăng thật đi mẹ, lúc nãy nó bảo phải tăng điểm mà đéo tăng nên cứ phải nó đi bắn điểm này mấy thanh niên. Thế trước ngồi quay hũ giang hồ gọi mấy thanh niên ngồi với phim tiếng thế đi nghĩa mẹ. Những quả kèo tham mưu cho bắn cá này, cái đĩa gà, đĩa rồng nhau, đĩa rồng mới no đấy, lổ đấy. Nhìn biểu cảm như thật luôn, sao biểu cảm? Thì tôi đã từng như thế rồi chứ có phải là không đéo đâu mà lại không phải là biểu cảm. Ít mẹ à, bây giờ thì có mấy triệu thì hoặc là có cái con xe thì bắn hết rồi thì thôi thì bây giờ sẽ đi về, tầm 3 giờ đêm bây giờ đi bộ về. Thế không đi bộ về thì lại ngồi ở quán cá nê na xem là có thằng nào nó lên điểm không thì nó bơm như 100-200 bắt đầu cuộc đời ra đi, đi lên từ đây nhá. Mẹ à, mày gây dựng một cuộc đời mới chứ có cái gì đâu mà. Tầm đấy văn ác lắm. Mẹ à, lúc đấy anh đã bảo mày lên điểm mày thì đeo lên nhưng bắt đầu cái con số nó bơi chậm như thế này bắn làm gì đấy, đang nghe cô bắn nhanh nhanh số đang nao em ạ, số đang nao nhanh là nó sắp chết rồi. Còn mẹ à, anh tầm chục phân nữa cũng chết. Anh biết biết trò ke lô của anh vẫn ke nhiều, trước ke lô nhiều. Mẹ bây giờ còn có tí tiền thì không đem ke lô lấy cái gì mà gỡ chứ. Con xấu này mềm đấy. Vẫn tầm đấy như những cái con mẹ à. Mà thế đéo là ôi bốn thằng mà chuyển lên có cả kèo là đánh nốc là quay hũ. Không chọn cái dòng cái dòng 13 nha, hôm trước tao lỗ tao toàn lỗ dòng 13 thôi, phải chọn dòng 13 nhá chứ dòng 2 đéo ở lỗ đâu, chọn dòng cái dòng 13 đấy là chủ đề quay nhá. Đời TV chào 500 chào 900 anh em, ok chào người anh em thật mạnh à, Đời TV à, dạo này làm rất nhiều các bộ phim mang chất giang hồ. Lúc các bố ấy chơi nhá thì các bố ấy, đéo là các bố ấy rút điểm nhưng các bố hết tiền thì các bố cứ gạ khác rút điểm à, cái bịt mẹ mà anh đến bây giờ phút này mà nhìn anh có cái gì nữa đâu, cũng chỉ vì là không rút thôi em ạ, được một tí rút ra một tí nhá, cố gắng mình gỡ dần dần chứ một phát không gỡ được hết đâu, cứ được một tí rút ra một tí đi, rút ra mình cứ rút tạm là 3 triệu được thôi cũng được, mẹ để điểm nhiều bắn tí nó hút lại hết, thế là rút ra cái thì bắn bơm anh trăm, bơm anh bắn nó mềm cá mà nhá. Ừ tí, mẹ mình rút ra mình hết rồi, tí bạn khác bạn bên phải bạn ấy bảo anh ấy bảo mày rồi mẹ mình rút ra nó tụt điểm là nó lại hút lại ngay, làm sao nó nhả nữa, đang cái đà đạn như thế mà tự dưng ông lại đi rút ra cái đùa, anh nói là con nghe đeo đâu, ít mẹ đau nó đang cái đà đạn bắn đạn căng như thế lại rút ra làm gì, bây giờ chết chửa ấy. Thế mà mình không rút ra mà mình để nguyên bắn ấy thì lại thằng cánh phải nó lại bảo là ít mẹ mày, anh nói thì anh thật mày đến giờ phút này mà có điều bây giờ nó xong rồi anh lại đi nói mày nó chả ra cái gì cả, thế nhưng mà ở mẹ anh thua nhiều quá nhiều rồi và cái đấy nó là hiển nhiên rồi em ạ, phải rút dần chứ mày như thế nó thật ít mẹ không mày còn thua nhiều nữa không ngờ mày gỡ được. Ôi trời lại văn vở đang nhà đấy tăng điểm lên. Đang nhà hay tăng điểm lên. Đúng bộ tham mưu chim lợn của gọi là tổng lực của tổng cục bắn cá chứ. Con này. Tài.
làm gì có xỉu thứ này đi, mẹ thứ này mà lại có xỉu á, ông điên này. Ui thôi thôi, thôi nếu mà lại đánh thế thì đánh ít thôi. Đá nói đấy, đúng rồi. Ai đã vào chưa đá thì đây là bài học vừa hay vừa vui. Không, thực ra là gì, đích cuối cùng của ông, các ông có cò quay, các ông có cò quay, các ông có văn vở, các ông có cháo trở, các ông có dở mặt đấy, thì cái đích cuối cùng của các ông ấy thì rồi cũng hết. Nghĩ dài thì mẹ à, con vợ nào có 100 nha, con vợ nào có 100 mà bắn một cái một vài viên đạn mà nó nổ cái con gọi là tăng điểm dần, bắn nổ gọi là con ca ca sấu hoặc là lột áo lần ba nha, nghĩ dài được 2 triệu nghe con vợ đi, mẹ mày đổi em mày rút em mày rút mày rút anh ấy, nghĩ dài đi mẹ đi đâu lên quanh được một núp, chắc là lại làm túi ba xong bắt đầu rút vào đâu ấy là lẹn vài khói tí ra, có vẻ vậy, tưởng tượng lắm, cảnh lắm nha. Bơm anh trong em ơi, bơm anh trong xong nữa, nhanh bơm nốt trong cái này, bơm anh trong cái này, bắn nốt cái màn này. Cơm thì mẹ được 5 phút sau, ơ thế anh thua 2 triệu đây không được khuyến mại thế nào? Đâu ông thua chẳng có triệu rưỡi mà 2 triệu đâu mà lại khuyến mại, mà tiền đây là tiền ông được của quán đi. Lúc nãy đang nổ ngu giờ quán lại nghỉ. Cứ trăm này nhanh hơn trăm trước. Ôi không ạ, à, những cái văn vở cháo trở và những cái mưu hèn kế bẩn, mưu ma trước quỷ trong cuộc chơi mà không hết trước thì cũng hết sau thôi. Thế nên là tôi xin các bố đừng dính vào cuộc chơi làm gì nhá. Chứ còn được cái gì? Ít mẹ à, mà quanh cái chai nước này thì tình thân như gọi là tầm được khoảng 5 khóa đầu. Anh chơi anh. Vâng. Anh để em chơi nhá. Vâng. Cứ mịt mẹ à, mà tí nữa thì tí nữa mà đến khi mà có cái thẻ thì anh hết rồi thì thôi anh cũng cứ cố con mẹ nó gắng đi nhá. Anh đã bảo mày rồi, mẹ bẻ làm cái gì, thua bao trận như thế rồi giờ cứ đi bẻ cầu đánh như thế thì mình cứ đánh đều tiền thôi, giờ đi bẻ làm cái gì tí này. Chả nhẽ nó lại cứ tài mãi à, tức là đánh xỉu 6 tiếng tài rồi nó phải bẻ tiếng bạc này làm sao mà nó tài mãi được ha. Đấy mà này nó mà ra xỉu thì dê bác học luôn nha. Đấy mày thấy chưa, mẹ đỉnh như thủ thúc. Rút tay cá nó bịp thẳng căng như kiểu đọc cả suy nghĩ của bố luôn đấy chứ lại mà đòi ăn không chứ. Gia tài thì em đen lắm, không địt mẹ nó lừa em ạ, không chơi được của game này là như thế là nó lừa anh thông đêm hôm qua chứ. Đúng ra cái vòng cầu này nhá, đúng cái cầu này nó đi nhá thì mẹ nó phải là tài chứ không thể là xỉu được. Làm gì có cái chuyện nặng 6-3 nó vẫn còn ra một được nữa. Mẹ nó bịp à, game này bịp à, chuyển game khác không? Chuyển mẹ game khác. Áp đầu của em là Hoàng Tiến này cứ FLC này là cái gì? Đúng rồi. Bây giờ đập lỏ cay bạn ơi, hôm sau trung tẩy vào anh. Bây giờ thủ bạn này, hôm nay anh em ngồi nhau hôm nay hôm cuối thôi bạn này, chết đi mẹ, anh em cứ như thế này là vứt đi đấy, là dở đấy, mà thôi mày đưa đi mẹ, này thì chơi này hết mẹ à mày đồ rồi, bố mày ném cống ném ra vườn thế này thì bố mày chiều ngày mai làm lúc đầu làm mấy non bia, uống tí bia mà cho nó giải cho nó nhanh, xong một tí nữa là cả thằng bạn lại chuyển, hôm nay có ít đồ rừng làm tí rượu. Tầm khoảng 9 giờ 10 giờ là thôi mỗi ông một cái con điện thoại cầm flash xong là ra ngoài vườn xoay cóng qua ném vào đâu. Ít con mẹ mà ném gần thôi chứ sao mày ném xa thế. Bây giờ ném không biết ở chỗ nào. Vài hôm lại là thứ đã tiếp tục làm gì được vài hôm, đến ngày hôm sau nó đã chửi cái thằng nó đẹp. Đã bảo rồi, ông bắt đầu là gì? Bây giờ cái cống ấy thì là cái cần nó cái lỏ ấy mà, cần nó gãy rồi.
bắt đầu các bố ngồi các bố chế nào lấy ống mút này đưa vào đầu rồi bắt đầu là thóc nóng nóng xuống bắt đầu là dính băng dính quấn quanh quanh mình mẹ đưa xài lâu thế được muốn cái việc này mà làm cũng làm được lại bố nữa quấn loanh quanh anh này thôi anh cứ để em làm cho xong đi. Anh cứ ngồi nghỉ thế đi sao vội đấy anh cứ để em làm lại xong quấn. Sau đó một ông đi mẹ mày xong được cái nỏ thì lại là đi chế cái nửa đấy thì là bốn ông ngồi mẹ à. Cái mà cái tầm cái có đồ tiêu nỏ mẹ à mày tới đây đem đặt ra làm cái gì đó. Anh em mình một nút này quanh may may cầm 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 cho anh cái đồ ấy nhá xong là chạy 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 ra nhà 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 nghỉ này gặp thằng em nó khôn quá nó cầm muốn đồ không có dụng cụ cho nó bị gì cả nhá. Thế là thôi có bao nhiêu cái bóng đèn cái bóng 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 đèn điện này người ta các bố đập hết xong là các bố thì uốn néo các kiểu xong là chế tạo các loại kiểu sợ chứ còn nếu mà cái tiệm thuốc nào nó mở đêm thì mẹ cứ làm hẳn một bịch phi đa tốp chế nửa cả đêm. Ôi giời tôi đã từng có những quả là lấy diêm này lấy diêm mà quấn cái dây vệ sinh ấy dây vệ sinh ấy quấn nhỏ lại nửa nó thành cái bé tí này như cái đầu tăm này nửa đỏ để chơi bởi vì sao bởi vì có hơn có 4-5 cái bật nửa thì các bố ngồi các bố chế gọi là bung bét hết rồi. Thế để em chạy ra mua cái bật này. Thôi mẹ ngồi đây mẹ đi ra đi vào lắm thì xoay đi cứ mấy cái ngồi đây nó cũng có cái việc em ở bằng cống chim rồi đúng rồi tắm với nồi xo uy giải ơi các kiểu mặt anh nhìn hài lắm đúng không? Không thực ra là gì thực ra là nhiều anh em không biết là gì cho nhưng mà mình ngay tiện đây là mình sẽ công bố cái rồi công bố nhá tuần luôn đây băng dính đen đây đấy đây băng dính đen lại còn có cả gọi là băng dính non đây cao su non đây có cả băng dính trắng đây đấy quần cho nó khít cái này mặc hơi chả phù hợp lắm ok lần đầu tiên mình chơi là cái gì lần đầu tiên là do mình say rượu nó thật sự với anh em là ngày trước mình những người bạn những người em mình chơi đồ ấy mình ghét lắm mình chửi suốt ngày thôi thế nhưng mà có một lần là mình say rượu chính xác là do cái thằng cu bảo ở Hà Nội thằng bảo nó cũng làm đồ cờ vì vậy là thằng em nó xuống Hải Phòng mình tiếp đón ở Hoàng đi ăn uống ở dưới Đồ Sơn này xong là về Hoàng Gia bay lắc này xong là xuống casino chơi này xong rồi gọi người cầm đồ xuống nó thích chơi gì cho chơi đấy ok bởi nó thẳng là người Phòng là như vậy kể cả là tôi cũng nghèo chết chăng nữa thì tôi cũng phải cắm xe để tôi tiếp anh em của tôi chứ không ngờ có cái chuyện nào đã thay thế kia thế nhưng mà anh bảo em biết em mua đồ của anh ý suốt mấy giờ thằng đấy thằng Triệu Úc đấy thì không chơi thằng Triệu Úc không chơi thằng đấy được tôi giận rồi em mà mình say rượu thì về sau là mình say rượu mình chơi để sợ mình say bắt đầu về là mình chơi đến nó tỉnh tỉnh rượu về sợ vợ con thế này thế kia nó nói nhiều thế đâm ra là mình chơi tí đồ vào cho nó đỡ say thế là chơi đồ vào đỡ say thì mình thường là nó nói dối vợ là đi 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 đánh đang đi đánh bạc hiểu chưa anh mình đang đi đánh bạc thì
anh có bao giờ về ăn não chưa? Không, chưa nhiều, Mỹ Đức ăn não chưa nhiều. Mình cứ bảo là mình nó đánh bạc, nhưng mà đầu tiên là mình phải đi vay tiền của người khác về để sáng ra là ở đây cũng cũng có ý để đánh bạc được 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 trên đây. Dần dần rồi anh Đức Sún Kinh An có lời hỏi thăm anh. Ok Hùng Nguyễn nhá. Anh Đức Sún dạo này vẫn cứ ở ngoài xã hội cả, tôi chết rồi. Sao lại này 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 cái cơ quan chức năng rồi còn Kinh An vẫn để anh ngoài này. Là mình kể lốt là đợt đấy là mình cứ vay xong rồi về sau là mình ngấm vào dích. Đầu tiên lần lần đầu tiên dích trong cuộc đời là lỗ hũ 84 triệu, thật sự lỗ hũ 84 triệu. Cái đi bán mà mình đéo tin là bán được được tiền cơ mà, có thể tôi đéo tin, tôi nghĩ là chơi với vui thôi chứ không nghĩ là bán được tiền mà bán được 84 triệu. Thế là gì, đấy là một cái bước đệm, một cái viên gạch đầu tiên, một cái nền móng đầu tiên, bước đệm đầu tiên. Nó không phải là một lớp thang lên lên trên thiên đường mà nó là cả một cái vết trượt dài xuống địa ngục, thật sự. Thế là bắt đầu là gì, nào là mình chỉ nghĩ vào cái đấy thôi, chỉ nghĩ rằng là cái đấy nó sẽ là một vị cứu tinh, nó sẽ là một cái 84 triệu nhân với giá 85 nhé, ngày ấy là đổi ở AOE Khổng Long, thằng Khổng Long ấy. Thế nhưng mà về sau là gì, mình cứ tin tưởng đầu cũng cái niềm tin vào cái quay hũ ấy. Thế nên nếu như anh em nào biết ấy, thì mình ít khi đánh tài xỉu quay nhiều. Và từ đấy trở đi thì tất cả sự nghiệp, nói chung là sự nghiệp cái đéo về cái thằng nịt mẹ mà cờ bạc bịp, nó cũng chả phải sự nghiệp gì cả. Nhưng nó đúng ra là gì, là tiền bạc, kinh tế, sức khỏe, hạnh phúc gia đình đều là đi xuống và đều chôn vùi trong một cái cổ mộ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Và đích cuối cùng của chúng ta là gì, là sấm truyền thì cháu chịu rồi. Ok Khánh Vũ Duy, nếu mà biết mình chơi sấm truyền như nào thì biết rồi, mình chơi quay đúc 4 cái. Thế bắt đầu từ đấy là đích cuối cùng của mình là gì, là cái trường, là cái trại, là cái trung tâm. Thật sự đây là những cái lời nói mang cái tính chất mình không phải là mình ngồi đấy và mình ngồi đây để mình trải lòng với anh em, để mà mình mua cái sự thương xót hay là để mà mình giải bày để mà anh em cảm thông hay là chia sẻ cái gì cả, mà tôi chỉ nói để cho anh em hiểu rằng đích là như thế. Nếu ngày hôm nay ông cầm cái vật nửa ma này thì ngày mai sẽ là gì, tiền ông hết, ngày kia ấy sẽ là sức ông cùng, và đến ngày kia là lực ông cạn, và đến một năm sau ấy là ông đang ở trong một cái trại rồi, tôi khẳng định. Còn để mà nói rằng ấy, tài sản duy nhất còn lại là được một cái nick kim cương, còn nick vàng nhiều, nick vàng nhiều lắm, vàng lắm gì. Nếu mà những ai mà đã ý định chơi hoặc đang chơi thì bỏ đi, đừng dại, hãy coi tôi là một cái niếp, là một cái ví dụ, một cái nhân chứng sống cho cái việc là thực ra cái kênh YouTube của tôi này, tôi không có thời gian đi làm từ thiện, nói thẳng là tôi cũng không có tiền đi làm cho kiểu làm từ thiện, đi quay phim lại bật quảng cáo lên như thế, tôi không làm được đấy. Và tôi cũng không có cái thời gian để lên ngồi chém gió với các ông chửi thằng này thằng kia, không phải. Thế nên là gì, là nếu như ông nào mà không cảm thấy không thích hoặc là nghe không hợp tai này kia, ok anh em cứ chia tay. Còn 1.001 anh em đây mà có 300 like thì tôi không biết rằng là tôi có lên ngồi nói phép ngồi nói chuyện với anh em nữa hay là không. Nếu bây giờ là 39 phút rồi, nếu như mà không lên được tầm khoảng 500 like, 10 phút lên khoảng 500 like thì thôi, có khi là tôi cũng tức là gì, tôi không lay động hoặc là không nhận được cái sự ủng hộ của một nửa khán giả thì tôi cũng nên gọi là đi xuống với mẹ đi cho nó đỡ rách việc chứ. Kim cương nó phải 3,000+ điểm đấy anh nhỉ, 3,659 đấy phải, anh không nhớ lắm. Không phải là dỗi hay là không dỗi mà thực ra là gì, mình bản thân mình nên live stream như này này, nói thật là cũng để vợ con nằm ở trên, mình ở dưới này live stream với anh em
mình có được cái gì đâu, cũng có phải là bật kiếm tiền. Nếu mà kiếm tiền ấy thì là ở những cái chỗ này, nó cái đường lifetime ấy, tức là cái đường đường thời thời gian ấy, nó phải có những đường ta màu đỏ ấy, nó phải có những chấm vàng hoặc là gì, hoặc nó phải có những quảng cáo là hiện lên gần đấy, nhưng mà của mình không có một cái gì cả nhá. Thế nên là anh em cũng phải hiểu rằng là đây là gì, đây nó không phải là từ thiện hay là cũng không phải là gì cả, đây chỉ là mình hướng dẫn với anh em một cái gì đấy, nó những cái kinh nghiệm từ cuộc đời mình nó đã đi qua rồi, mình cũng sẽ không nói chuyện theo kiểu như là anh Trường nói thế này nói kia, nhưng mà thực ra là nó phải có một cái nếu như bạn đi ủng hộ một người, một hộ gia đình thôi thì bạn chỉ được một người thôi. Có khi mà ngồi đây, ngồi với các ông đây thì là gì, có thể rằng là rất nhiều anh em bị mẹ cái thằng game sờ mày rồi, mày cái tăng tác của tao là được, mày chửi mạnh. Rất nhiều anh em đã nhắn tin cho tôi qua Facebook là anh ơi, những video clip của anh, những livestream của anh này kia là em rất quý và em đã bỏ được ngày kia rồi. Ok, cho dù các bạn bỏ bớt được một ngày thì cũng là gì giúp bạn đỡ nghiện thêm một ngày, và nó không kéo dài cái thời gian cai nghiện của các bạn. Nên là gì, mong rằng ấy, là anh em 500 anh em Nike cộng PM nhận tin đọc game clip nào không? Mình không chơi game. Chơi game bây giờ ấy là đi là tội cờ bạc ấy. Nên là đừng có dại nhá. Em có đứa bạn rủ chơi cỏ có bị nghiện không anh? Cần sa và cỏ là nghiện thẳng căng luôn em ạ. Không thôi, không phải chửi nạn cái thằng rẻ rách làm gì. Nóng thì bật quạt đấy, gió. Không phải, nhưng đấy, đến buổi chiều ngày nay mình bước ra ngoài đường. Mình bước ra ngoài đường thấy nó nóng, và mình nghĩ lại cái thời gian mình chơi bời ấy. Úi giời ấy, mình mới thấu hiểu và mình thương cảm với những anh em bây giờ đang ngồi trong một cái lò thiêu nào ấy, đang ngồi gọi là túi lăm túi ba bỏ đi. Có một cái câu bỏ đi mà làm người thì không phải, không ạ, mà bỏ đi. Chứ bây giờ mà tiếp tục như này, khi chơi đồ nó mất nước rất là nhanh, da nó xám xịt lại, xong rồi nó mất nước toàn bộ cơ thể. Mà với cái thời tiết này nhé, tôi thật không nhé, không mẹ mình không dừng lại ngay nhé, chết đấy, chết thật sự ấy, chứ không phải là đùa đâu. Mà ở cái thị tôi có người chết rồi, chết theo kiểu là chơi bị nguột sức chết rồi, chơi xong không tắm này kia nữa thì thế. Nên là gì, công đừng nghĩ rằng là chỉ là vui vẻ, chỉ là một vui ngồi chơi, hay là nó chỉ thiệt hại về kinh tế này kia, là tính mạng đấy, không ạ. Thời tiết này chơi là ngộ luôn, điên luôn đấy, chứ đéo đùa đâu. Còn ông nào như ông nào mà lại chơi trong cái phòng mà bật, gọi là chúng tôi thường gọi là kín gió có điều hòa nhá. Em mà thiết kế cho anh cái phòng kín gió có điều hòa, hoặc là chơi trên xe. Ngày trước là tôi chơi là chơi trên xe, ngày chơi trên con Fortuner với con X6 là hay chơi ở trên xe này, sau chuyển sang chơi ở khách sạn này thì nó lại càng dã man hơn là gì, chơi điều hòa nhá, nó âm đồ nhá mẹ, lúc đấy mới là chết nữa, lúc đấy mới không thoát được ra cơ. Có điều hòa thì phòng tanh đùi, phòng thì tanh kệ nó nhá, gọi là kín gió có điều hòa ấy. Nếu mà để mà nói âm đồ là sao hả anh? Âm đồ có nghĩa là gì? Nó không thoát đồ ra được. Ví dụ như là nó nóng thì nó còn toát nước này, toát mồ hôi này, thì nó còn đào thải chất độc ra. Còn nếu như mà chưa trong điều hòa nhá, nó âm đồ nhá, thì nó u mê thần trưởng, xong đến khi công bước ra ngoài nhá, tôi chỉ bước xuống xe cái nhá, nó ngộp luôn. Hoặc ông bước ra ngoài cái phòng ấy nhá, ông điên mẹ luôn, thật sự. Thế nên là để gì, cũng may mắn cuộc đời tôi đến giờ phút này, cái người cảm ơn đầu tiên ấy là người vợ và gia đình vợ, người ta ý là người vợ mình luôn đồng hành cùng với mình, không bỏ rơi mình trong cái lúc mà cuộc đời mình nó tụt dốc, là một. Thứ hai là các thầy các cô trong cái môi trường cái trung tâm cai nghiện,
đã giúp mình lấy lại cái con người mình, sức khỏe cũng như là mọi cái. Còn nếu như để mà nói, tôi xin lỗi công này một câu này, cái thông tin này của tôi nhé, thông tin này là thông tin chuẩn 100%. Và đấy sợ thằng em to khoai nó lại vào, nó lại bình luận là shipper thang ngao đà hà hà, rồi em lại tự nói mình thế em. đến giờ phút này thông tin chuẩn nhé, thông tin 100%. Và cái hội nghị sắp tới sẽ đưa vào dự luật, đưa vào luật luôn đấy. Công chỉ cần dương tính bất cứ loại ma túy nào, que bốn chân lên cái như công đi cai nghiện 2 năm ngay, tôi khẳng định đấy. Nên lên là gì, bỏ đi, đừng 2 năm đấy. 2 năm mà 2 năm trong cai nghiện công không hiểu nó dã man thế nào đâu mẹ, nó là cả một quá trình ấy, và nó còn cả một dã man luôn đấy. Đấy là đấy là gì, đấy là nó chia sẻ một cái gọi là cái lời tựa với anh em, để mà anh em hiểu một chút về con người nhau. Và cũng là để làm gì, để anh em có thể rút ra cái kinh nghiệm cho bản thân mình. Nói bỏ khó lắm, nói bỏ thì nó rất là dễ thôi, không hề khó một tí nào. Mình phải chấp nhận những cái người có thể là bạn nhưng mà đã chơi đồ của mình và đang chơi đồ là thằng trước ở 07 em dùng tính lúc nào ok. Nếu như để nói rằng này là rượu vào nó không bỏ thì mình bỏ rượu trước đi, đừng uống 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 rượu nữa. Hôm nào mà thèm lắm ấy, gọi là bóp dái ấy, thì ngồi bỏ vợ nó mua cái đồ gì về nhà xong là ngồi uống rượu nhá. Ở nhà xong bắt đầu là dặn trước luôn là tí nữa các loại văn vở của tao là mày đừng có địch mẹ mà nghe nhá. Chả có một lý do gì để tao đi ra khỏi nhà trong giờ phút này cả. Nếu như có lý do nào để ra thì nó chỉ là văn vở thôi, để tao đi chơi đồ ấy. Nên là phải cấm ngay. Thì mình phải phải giao trước như vậy thì nó mới gì. Em xem nay cả trên điện thoại rất tốt. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn 1.300 anh em đang xem. Thằng Sike đang dạy đời. Ok chị Nguyễn. Nếu mày coi là như vậy thì tao cũng không cần thiết là mày phải ngồi đây. Và cũng rất cảm ơn mày đã để lại một bình luận để tăng sự tương tác, tăng độ chút cũng như là độ uy tín nhá. Và tất nhiên là nó chỉ là mày cũng chỉ là một con kiến trong tổng một cái gọi là một cái bãi cứt trên cả một vườn hoa thôi. Anh em tắt bình luận nai cái nhỉ, 1.300 anh em tổ chức nai cái nhỉ. Nếu như mà anh em nào chưa không thích thì có thể là tụt xuống 1.000 được. Tôi ở đây với anh em có 1.000 anh em ở đây rồi từ trước cái này rồi. Toàn người lớn, ý là toàn những người người ta có một cái tầm nhìn nhất định về cuộc sống, và người ta đã có một cái sự trải nghiệm nhất định về cuộc sống, và người ta yêu quý tôi không phải là vì tôi là giang hồ, hay là vì tôi là thằng gọi là diễn trò hề cho xã hội, hay là thằng tôi là thằng gọi là làm chôn người này chôn người khác, hay là tôi là đi từ thiện này. Người ta không quý tôi ở những cái điểm đấy, mà người ta quý tôi ở cái điểm gì thì là anh em hãy bỏ chút đi thời gian ra anh em theo dõi, có thế thôi. Còn nếu như anh em không thích theo dõi nữa thì thôi, không quan trọng. Nghị định vậy toàn bộ thanh niên Việt Nam này đi hết à anh Năm ơi? Không, anh dám khẳng định là gì, trong năm sau và năm sau nữa là gì, bắt đầu thực hiện cái nghị định đấy nhá, là sẽ tất cả nếu chỉ cần dương tính thôi là đi, và đi cai nghiện 2 năm. Bởi vì sao? Bởi vì là những cái đồng chí chơi đồ không chân chính, những ông nghiện không chân chính, các ông ấy cầm dao, ông đi lang thang ở đường, ông chém rồi các ông trèo lên cái cột điện, ông đấu điện cao thế bằng tay không, rồi là mẹ mà các ông ấy nhìn cái chuối các ông bảo là có ma thì quá nhiều rồi, nó dẫn đến là gì, dẫn đến là gì? nó giống lên một hồi chuông cảnh báo cho một cái xã hội này là tác hại của ma túy đá nó đang thực tế vào xã hội. Con em chúng ta có dám đưa ra ngoài đường nữa không, có dám gọi đưa đi ăn uống hay là uống nước ngon không? Hoặc bố mẹ chúng ta giờ đang đi bộ ở đường mà đang đi tập dục mà cũng còn bị nó chém, thì làm sao mà một cái an toàn ở xã hội làm gì nó còn nữa, đúng không? Thế nên là gì, hơn ai hết là chúng ta hãy chung tay đẩy lùi cái ma túy đi đây. Chứ còn bây giờ mà mẹ tôi đố ông ấy, tôi đố ông công còn công còn chơi công còn chết đấy. Công còn chơi là công mẹ còn dở đấy, bỏ đi, hãy tìm đấy cho mình một cái môn thể thao nào ấy nó hay đi. Cái môn gọi là ví dụ như là đến ngồi lên nó phép với tôi, nó cũng là đi vậy à, nghiện chân chính đi, là nghiện live stream này đấy, cho nó nghiện chân chính với nhau đi cho nó dễ.
chứ đừng 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 mẹ mình dúng vào cái con kia, cái anh Bình với chị Nỏ mình dúng dúng vào nước sôi đấy. Đặc biệt cái thời tiết nó đang dầu sôi nổi bỏng như này mà có ông pha vào thì tôi chết đi đấy. Tập gym anh ơi, tập gym chết dở. Uống methadone thì có ảnh có gì đâu. Khá bản dương tính ma túy phải đi cai không? Không. À đấy, nói về cái chủ đề của thằng khá bản. Bây giờ mẹ thì giật nhiều ông giật tiếp nào là đi thăm em khá mới thăm thế này thăm thế kia. Tôi nói ông nhá, nào tôi mai tôi có thể tôi live stream riêng một buổi về vấn đề đấy. Thứ nhất là gì, em nó đã đi cải tạo rồi, đã đang đang cho đoạn tạm giam rồi thì đừng 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 nuôi nó làm giam gì nữa. Cái thứ hai là gì, tạm giam ấy, mà thăm gặp được ấy thì mẹ mày như thế là giết nhau đấy thật sự đấy, trừ có bố mẹ ruột vào đấy trích xuất, nghĩa là cán bộ điều tra người ta vào nó trích xuất ra để lấy lời khai thì bố mẹ ngồi đấy đợi sẵn rồi thì là được, chứ có phải này mẹ mày tạm giam mà lại vào vào thăm gặp được công nửa ai. Sao lại đi 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 lừa đảo cái làm gì, đi đi giật tiếp câu nai với đi gọi là làm cái hành động mấy chất gọi là câu nai con nước làm cái gì nó rẻ ra nhá, bỏ đi. Nghe ông lâu rồi hôm nay bình luận ok, cảm ơn Nguyễn Quỳnh. Bây giờ mà mình uống halo anh Long ạ. Tuyển múc nói phép vào thăm các bạn bây giờ cái chạy nó chạy ngọc ní khổ. À, phân trại 2 K2 ở Ngọc 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 Lý giam cứu gì ở đấy mà vào đấy mà thăm cái rẻ tiền. Tôi nói thật là thì tôi không phải là mình đố kỵ hay là ghen ăn tức ở này kia, nói thật tôi công như nếu như ông nào biết đấy với cái tài sản của tôi bây giờ nhé, công thừa biết là mẹ là như là tôi không cần phải là kiếm tiền từ YouTube hay là này đã kia để mà làm giàu thế làm gì cả. Nó chỉ là một cái công việc, nếu như sau này kiếm tiền YouTube nó chỉ là một cái công việc để mà làm sao để mình giết thời gian, để mà mình có một cái nguồn thu theo cái tính chất là gì đều đều để giết thời gian thôi, chứ còn không phải là mình sướng quá hóa rồ, chứ tôi không có sự đố kỵ ở đây cả. Có thể là trứng trai ra mắt thì mình gọi là mình thấy nó đẻo mẹ, nó có những cái đàn ông con trai nhau thì đâu đấy, tất nhiên nếu như mà mình nói sâu quá thì người ta sẽ bảo mình là sân si, nào là mình sân si quá hay là mình ghen tức ở hay là mình lại thế này thế kia. Gặp ba cái thằng trẻ trâu ấy, cái bọn gọi là fan cứng với cái bọn gọi là fan nòng cốt ấy thì bố nó chửi mình gọi là không ra gì luôn, thế nên là mình lại là rẻ nhá. Nhưng có cái điều là nói để là chúng nó hiểu ra một tí thì mẹ ba cái văn tân lập bây giờ dùng ở đâu được, chúng mày không hiểu thế nào tạo ra mà. Và có những thằng hỏi lại chú ơi bao giờ ăn khá được về chú ơi anh khá bao giờ mới về. Về cái thằng bố chúng mày chưa xử thì bố nào biết là về được hay là không. Ô, mẹ. Nhưng mà chúng nó đấy đấy là gì, đấy là cái những kiến thức cơ bản mà những cái bọn trẻ trâu bây giờ ấy, nó không hiểu, và chúng nó không có một cái sự gọi là cái dân trí, nói dân dân trí thấp thì lại tự ái. Theo mẹ nguyên tắc là gì, bắt tạm giữ ở huyện ở quận được 9 ngày ba lệnh nhá, cùng lắm là viết thêm một cái đơn nữa là gì, tôi tình nguyện ở lại cơ quan công an điều tra nhằm phối hợp cùng cơ quan điều tra sáng tỏ vụ án này vụ án kia thì có thể là vô thời hạn 3 tháng nhá. Còn nếu sau thời gian tạm giữ là chuyển sang tạm giam là gì, là ra các cái trại ví dụ như Trần Phú ở Hải Phòng này, ví dụ như là Kim Chi này sang Hải Dương ấy, thì mẹ các con vợ biết Kim Chi Hải Dương nhá, biết gọi là Bình gì nhỉ, Bình Chánh à, đấy vào đấy biết Kim Chi là nó sẽ như 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 thế nào, bắt đầu là tạm giam bắt đầu là chờ xử, tạm giam chờ xử xử xong cái thì xuống buồng án bắt đầu là nó phân đi các cái trại ngoài nhá, dân Hải Phòng thì chỉ đi trên đất thôi, đấy là nguyên tắc. Hiểu cái gì mà đang tạm giam mà cũng đến thăm, xong là Khánh Sky cắt tóc đi thăm anh khá bảnh giải Kim Chi nhẹ rồi mới giải ơi, nhẹ nhất cung kế nhì Kim Chi đấy. Thế là gì đấy, những kiến thức đấy của chúng nó còn không có, thì tôi không hiểu là cái thế hệ trẻ Việt Nam này chúng mày lớn lên chúng mày làm để làm cái gì,
chúng mày toàn thích cái chuyện là làm fan nòng cốt mới gọi là fan cứng à? Fan là được cái gì, mài ra mà nó không, mẹ bố mẹ thì báo hiếu chưa xong mà mẹ mày gớm nên thì toàn những bố này với mẹ kia trên mạng, bỏ đi. Anh biết Trại Kế Bắc Giang không? Trại Kế Bắc Giang thì nó gọi là cung kế đấy, trại chuyên để lấy cung. Kim Chi còn nhẹ thì đi đâu hả thằng ngu kia, đúng rồi. Mẹ mày Kim Chi mà nó là nơi gọi là nếu để mà nói mẹ nó là nơi giết chết tất cả các loại gấu mèo này kia, đừng nói chuyện chưa đi chưa biết Kim Chi đi rồi biết mẹ còn Kim mà chỉ. Thông cảm bọn nó chưa va chạm thì ok. Đây là gì, cái kênh đôi khi mình bực lên mình nói những cái câu đấy và nói về cái chủ đề đấy mang tính chất là gì, để cho một lớp trẻ, một thế hệ trẻ chúng nó hiểu rằng là gì, chúng đang đứng ở đâu, vai trò vị trí của chúng là cái gì. Học thì không học, mẹ mày sinh học thì không biết. Xong bắt đầu là mẹ mày ô mày cứ chỉ ngồi mẹ hỏi những câu rất vớ vẩn. 1.500 anh em đang xem, đề nghị các anh em like hộ phát cho nó lên 800 anh em đi để mà vượt quá cái phần trăm 50% anh nhỉ. Đấy là thằng chúng em ô vlog mất chữ v kia sàm n gì. Chúng mày không biết đâu là sách, có khi bây giờ chúng mày quay sách lại, chúng nó là quay sách lại trở thành là nhạ mình là cái đẻ cứ sắt vũng lên này. Anh Tiến nó cần chưa? Nhiều rồi nhưng mà rõ lắm. Bao giờ anh mở Donate đấy? Ôi nó thật sự là rất nhiều anh em muốn mình ủng hộ cho mình, thì nó thật là mình cũng không có thời gian rồi, mình cũng không có cái đam mê tìm hiểu cái donate là cái gì. Ví dụ ông nào thích, ông nào nhắn tin thúc cho tôi nhưng mà bảo là mở hộ cái donate hộ tôi cái ok, chứ để tôi mở tôi không biết. Xuân Nguyên Hải Phòng có uy tín không anh? Trại Xuân Nguyên nó là trại thôi. Xuân Nguyên thì là thoải mái, K1 trung tâm, K2, K3 Xuân Nguyên Phi Nhật, Xuân Nguyên Phi Nhật Lại Xuân, Lại Xuân Xuân Nguyên đi. Em tưởng anh đi học marketing rồi. À cái đấy thì mình cháy anh ruột tỏ xích đấy anh à. À đấy, đấy gặp những cái anh hùng đấy, gặp những cái đại ca đấy thì chúng mày sẽ biết thế nào là cuộc sống. Hòa Lò thế bảo khen nắm đầu gấu. Hòa Lò trước Nhất Thùng Hải Nhi nhì năm 21 đấy. Dạ, nếu mà vào ăn quả kéo năm 21 thì quên quành luôn. Và nhất là cái bọn nhìn đây đúng cái bọn trẻ trâu rồi nha, đúng rồi. Thì gặp gọi là nếu như mà những cái bố nào trong này ấy, mà đang ở cái độ tuổi trẻ trâu ấy nha, mà còn gọi tôi bằng chú ấy, thì con xin lỗi các bố này. Các bố hãy hiểu cái câu là Nhất Thùng Hải Nhi nhì năm 21. Nếu như vào quả Hỏa Lò ấy, mà gặp mà mày rơi vào quả buồng Hồng Hải Nhi thì chúng mày xong rồi. Đấy là buồng của trẻ con ấy, buồng dưới 18 ấy, vào năm ấy. Đi sao nào mày. Cắt đoàn luôn đấy. Vào đấy thì chúng mày không biết một cái gì nữa đâu. Chúng mày sẽ không hiểu thế nào đâu. Tạo Playpan rồi mở đu mình. Gốc Thị Kiên An anh Thẩm chứ không? Gốc Thị thì nó là chạy nhà rồi. Gốc Thị nó là gọi là quan công ấy, gọi là toàn thiếu gia mới công tử đấy rồi. Hồng Hải Nhi là cái bọn mà dưới tuổi năm 21 đấy, à, dưới tuổi mẹ mày năm 21 là nó có bên sẵn bên nẻ. Mà cái buồng năm 21 là cái buồng mà dành riêng cho gọi là tháng 3, tháng 4 nếu như ở Hải Phòng thì nó là buồng O, buồng P. Giang Hồ Mõm, Đại Lông cho hay Giang Hồ Mõm thì mày mõm luôn. Bật buồng làm đại bàng được không anh? Nói chung là có lịch sử, cũng có nhiều các anh lớn người ta bản lĩnh thật sự. Là người ta vào phát là người ta nên người ta cướp buồng luôn. Mình có một ông anh là ông cướp buồng luôn, là ông Tuấn Chắn Sống. Là đấy là mà con người không mà ông đi nói linh tinh gì cả. Nếu như mà
Có ở trên này cũng có nhiều anh em biết là mình với anh Tuấn ấy là hay đi đi với nhau. Là chuyên ngồi nó khác nhau nhưng mà à, chuyên ý là nếu biết về anh Tuấn nó giống thì nó biết là cái quả cướp buồng nhiều có. Như cái buồng bé thôi, buồng 20 thôi. Chứ còn địt mẹ à, nếu mà có cái buồng lớn ấy, cái buồng gọi là buồng lớn ấy, thì nó cái bọn nó làm buồng trước rồi không 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 cướp được. Tuấn thần đèn là anh không, Tuấn thần đèn ở Thanh Hóa, cái Tuấn đèn là khác, người ta có tiền rồi, nó không phải là cướp buồng đấy, người ta là nó được làm buồng cứng rồi. Đây anh Tuấn đây. Anh ấy mới về đúng không anh? Anh ấy mới về. Anh ấy ở Chí Linh, trước ở Chí Linh Sao Đỏ, ở đấy ở Chí Linh Sao Đỏ thì nếu ông nào ở Chí Linh Sao Đỏ không biết, không biết anh Tuấn thì các ông chả có một cái không phải người Chí Linh Sao Đỏ. Minh Phan là con mẹ mõ mà rồi ok. Đấy mày 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 giỏi đụng tới tao ok. Mày mày bình luận thì tao đọc lại thôi, tao đọc bình luận của mày thì có nghĩa là mày mày chửi thì không ai biết nhưng mà tao chửi mày thì 1.600 người biết đấy nhá. Minh Phan nhá, anh tôi súng về danh tao ở nhà ấy đâu mà về em ở cạnh Kim Chi mà thấy trong đấy im lắm. Ôi giời, tạm giam em ạ, thì một ngày ấy nó chỉ có 3 phút được phép nói thôi mà nói thì thầm. Thấy chưa? Đấy, chỉ có thế vậy thôi. Chứ không được phép nào hỏi là mày thế, mày tên là gì? Mày ở đâu? Không có nhé. Đi làm sao mà công này còn ngồi đấy mà công còn bao giờ thì anh Khá mới về mới tới nọ tới chai mới dài. Anh Tuấn chăn đời chứ bắt là đấy, nếu như ông lên YouTube này ông gõ là cụ từ là anh Tuấn sống của anh Tuấn chăn đời bắt ở trong khách sạn đấy ở Sao Đỏ ấy. Ok đúng rồi, hưng cao đấy là gì, đấy là người ta gọi là cướp buồng nhá. Chứ còn 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 mình mà không có bản lĩnh không tiết hạnh gì đấy vào đấy mà cướp buồng gớm thịt mẹ mình vào đấy cái thì nó sập luôn, đã chưa có ý đồ, chưa có một ý đồ gọi mưu đồ gì trong cái việc gọi là mình vào đây mình sẽ là thế này là thế kia đây thì gớm vào đấy thì đã sập luôn mà buồng kể về buồng Hồng Hải Nhi đi các bạn. Mình cũng có phải là đã đi Hồng Hải Nhi đâu mà biết Hồng Hải Nhi, nhưng mà để mà người ta đã tạo nên một cái danh tiếng ấy nhá thì nó phải là gì, nó là cả một cái vấn đề đấy. Cứ buồn là quỹ khác nó đang làm buồng này, làm luật này, làm vệ sinh với làm trật tự ấy, thì mình vào mình đứng lên mình làm luôn, mình thu nạp em mình làm có 1.600 mạng mà có 700 like này thì chơi bời gì. Võ giỏi cướp được không anh? Võ giỏi cân được bao nhiêu mạng gớm đi. Ông vào đấy đầu ông đang lanh quanh trong cái việc là chết rồi bao giờ mình mới được về đây, không biết là nó xử bao nhiêu năm hay là như thế nào đây, sao bố mẹ mình đâu với anh em mình đâu, tâm lý đang run bần bần bật đây này. Mà lại còn thì ngồi đấy mà tính cái chuyện này, em có võ thì em có cướp được không thì cướp vào vào mắt gớm. Do cái gì 1.600 ông mà có 700 like này, này thế đến bỏ là cũng phải đến đến 700 mạng này, nó coi mình trả ra đéo gì rồi. Có khi mình xin dừng 1 tiếng đồng hồ 12 giờ gì nhỉ, hết giờ không không giờ đề nghị các đồng chí tổ chức like đi nó căng đoàn đấy nhỉ, nên tầm khoảng 900 hoặc 1.000 like. Có võ thì ngủ chùm chăn phải chết thật, chùm chăn gì đấy đâu chùm chăn theo mẹ. Vào đấy cái thì có cái vỏ bao màu 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 xanh ấy, cái vỏ bao mà nó chuyên đựng hàng lưu lưu ký đấy, tức là đựng đựng đồ thông tin ấy. Đấy nó giải ra nó vứt cho cái vỏ chai bao màu xanh thì vứt đấy mà ngủ trên chân đất. Làm gì có dép. Không có gối, không có chăn, không có cái chiếu, chả có cái gì cả. Không có cái vỏ bao ấy thôi, nằm đấy. Mọi ngồi đấy mà lại còn trùm chăn mấy cả thế này thế kia nữa.
bổ quả này đi, hôm mấy quả ăn chết chóc tôi bỏ đi. Con nón bao nhiêu tiền vậy anh? Anh không bán con nón nữa rồi, và toàn bộ cái bộ cái cơ sở bộ máy bán cái đấy là anh nhượng quyền hết rồi nhá. Anh em cứ liên lạc vào cái số điện thoại đấy, 098 3944 đấy, chứ còn anh không dây dưa, anh không bán cái đồ đấy và anh không quảng cáo cho cái đồ đấy nhá. Ôi mà nó vào cuối buồng mà úp con mẹ thìa xuống mà cải tạo đi, chứ ngồi đấy mà lại còn hóng hớt này, anh này đã về chưa, anh kia đã về chưa, mấy thế này thế khác cơm. Ôi giời, xong lại có ông hỏi vào tù có sướng không anh, ít con mẹ tù mà còn sướng cái gì. Anh giờ xài điện thoại số nào? 0977 053 049, nhưng mà anh em nhắn tin thôi chứ gọi điện là mình không 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 gặp đâu. Tu mà còn sướng nữa thì bảo không quảng cáo mà đọc số điện thoại. Ok, đấy là quen mồm đọc, và tao không quảng cáo tao treo biển rồi nhá. Còn nếu như mày theo kiểu số đo, hay là mày thích theo kiểu số đo được thiệt hơn, nên là hay mày nghĩ tao văn vở thì mày đi ra chỗ khác, tao không thích nhá, không quan trọng. Nhớ quả gõ bô gõ tường xe đại vàng cho nhau. Xe kiến nhỉ. Mình đéo dâu trong đấy trong chứ, mình cũng bắt thằng 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 em nó xe, nhưng mà nếu có dồn nó đéo tạo dồn con kiến được. Anh chưa bảo 5389 thì đẳng cấp quá, 0977 053 049. Còn cái 4953 này dùng từ ngày ngày xưa rồi. Anh hỏi của thì bây giờ 1 tiếng 6 phút bây giờ cứ ngồi nói với ông này thì các bạn có 1.600 ông đây, thì về tôi tắt nai thì nó cũng ra cái gì mà mệt mệt mà này. Anh nói quá kim chi làm gì mà khét. Ôi giời, em đặt ra đấy đây, thế không biết là em người rời như nào, là mới đây nó như nào đấy không biết, chứ còn kim chi mà em không ngủ khét thì hoặc là cái thời điểm này nó như nào thì là anh chưa chưa biết, chứ còn nếu mà nói chắc đến kim chi thì nhất chi nhì kế các bạn, nhất kim chi nhì trại kế các bạn. Kim chi Hải Dương ấy cùng kế Bắc mới trại kế Bắc Giang ấy. Anh em cho lên 1.000 nai nhỉ, 1.600 anh em mà có 800 nai này thì vừa ngồi nó phép nó mệt nhá. Kim chi không cần quá khét ôi, kể cả là đầu buồng nhá, không biết sẽ đấy. Đêm 30 gõ bát hát bài nhớ nhà thôi rồi nhỉ. 30 đêm pháo giao thừa, con nằm quanh bốn bức tường trại giam, bốn bức tường cao con ăn năn biết nói sao. Ngày đó là lúc con còn nhỏ thấy quậy phá trong gia đình, đến khi 18 con cách đời của mẹ cha. Mẹ ơi không tiếng sen không tiếng về giúp con. Anh người Hải Phòng em ạ, đang ở Hải Phòng và gốc cũng ở Vũ Đoan bị phòng luôn. Những chiều đi trên đường phố là thấy em trong lòng Việt kiều là anh nhìn không giống màu da, môi son mã đào áo em nó mặc nửa khoe. Anh nghe lòng đau thả em đi lấy chồng giàu, trong 3 tháng vừa qua là anh nằm ở quận gà đường về không chung lối. Anh em như thế không nhỉ? Không phải giấu, không phải giấu địa chỉ làm gì cả, giấu quê quán làm gì cả. Ông nhìn mặt ngày xưa trông dã man, trông già này, mặt mặt ngày xưa nhìn này. Ôi giời, trông nghịch mẹ, có đúng gọi là truy nã, gọi là cấp quốc gia. Ảnh căn cước không khác gì ảnh trại. Thôi em hãy về theo đàn người ta.
đấy con lửa. Hồng Phi này mà chửi ai Hồng Phi này, mà chửi ra làm cái gì? Giang hồ mõm nhãi con rồi, được rồi. Nhưng mà nhìn nhìn của ảnh nó già nhỉ. 1.500 anh em. Bố thích thì bố chửi thì ok, cảm ơn bố đã cho gọi là bốn cái từ ngữ để vào bình luận để tăng tương tác cho con. Nếu mà bố ngu ấy thì là gì, bố sẽ làm như vậy, làm nữa đi. Sao bảo bỏ bán con nón vậy? Sao anh gọi phải là bỏ bán, mà anh bỏ bán tất đồ, tất cả đồ liên quan cờ bạc là không chơi nữa, anh không bán nữa, mệt mỏi. Rồi những cái quả kèo mà đêm đông ngồi như 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 nhà nhỉ. Hôm nào nói về ý là hôm nay nó là một lời lời, lời tựa một cái lời lời mở đầu cho một cái kịch bản, à, cho một cái series này về vấn đề là ký sự nghiện để cho những cái người mà thanh niên mới lớn gọi là trẻ trâu thời điểm này ấy, người ta sẽ có một cái nhìn nhận, một cái hiểu về đời một tí và để người ta biết người ta tránh né nhá. Anh ngồi quả là mình cứ chơi đâu mà ngồi không ngồi. Thực ra là gì, một quyết định bỏ cái này nó là cả một cái sự quyết định nó lớn ấy. Thôi anh tham gia cái năm con chữ giờ này, ra năm con chữ làm gì, à, chưa bờ gì nữa mà ra làm gì. Thôi tôi cứ khuyên anh em là đừng chơi để mà giữ gìn sức khỏe hay này thế kia, thế nhưng mà ngược lại gì bây giờ tôi vẫn ngồi nay với công thì có thể là khiến cho là 1.600 anh em đây sẽ mất ngủ hoặc là sẽ không không được ngủ được, và con người tôi thì mong rằng là anh em hãy khai thác nó dần dần, và càng đông người ấy, càng đông anh em ấy, càng nhiều like để mà ý là tôi không phải là câu view câu like theo cái kiểu gọi là câu view hay câu like ấy, mà là gì, đây là một sự ủng hộ và đấy là mình cái sự lan tỏa của mình nó lớn thì là cái tâm của mình ngồi nói nó lại thì là tức là mình nói nó lại vào là nhiều hơn. Còn bây giờ nó hơn 12 giờ rồi thì khả năng là thôi anh em đi nghỉ đi nhỉ, cho nó tránh cái sức khỏe. Mai là ngày rằm rồi, nếu như mình được nghỉ ngơi được 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 không phải có công việc ấy, mai chủ nhật thì mình cũng là ngày rằm thì mình nên ra mộ các cụ một tí, gọi là hoài niệm về về các cụ một chút cho nó đỡ nhá, cho cái tâm mình nó an. Mà mai trời nó nắng ấy thì thôi không, tôi cũng nghỉ đây nhá. Ok, chào tất cả anh em, mong anh em, chúc anh em ngủ ngon, và nếu như anh em nào mà chưa ngủ thì hãy chia sẻ giúp cái video này tới nhiều anh em, một nhiều anh em nữa, để mà nhiều người khác người ta có một cái sự nhìn nhận về vấn đề, hiểu sâu vấn đề hơn một tí, và tăng cho thêm 1.000 like nhá, tăng tăng cho mấy chục thành 1.000 like nhá.